Nói rộng cho đến vì tám giải thoát lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Cho đến vì mười biến xứ lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết vì tịnh quán địa lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Cho đến vì như lai địa lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì tịnh quán địa lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Cho đến vì như lai địa lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết. Vì cực hỷ địa lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Cho đến vì pháp phân địa lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì cực hỷ địa lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Cho đến vì pháp vân địa lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, vì pháp môn Đà La Ni lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Pháp môn Tam Ma địa lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì pháp môn Đà La Ni lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Pháp môn Tam Ma địa lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, vì năm loại mắt lìa, nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Sáu phép thần thông lìa, nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì năm loại mắt lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Sáu phép thần thông lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, vì mười lực Như Lai lìa, nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Cho đến vì 18 pháp Phật bất cộng lìa, nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì mười lực Như Lai lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Cho đến vì 18 pháp Phật bất cộng lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, vì đại từ lìa, nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Đại bi, đại hỷ, đại xả lìa, nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì đại từ lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Đại bi, đại hỷ, đại xả lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, vì 32 tướng tốt lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. 80 vẻ đẹp lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến, vì 32 tướng tốt lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. 80 vẻ đẹp lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, vì pháp không quên mất lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Tánh luôn luôn xả lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến, vì pháp không quên mất lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Tánh luôn luôn xả lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, vì trí nhất thiết lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến, vì trí nhất thiết lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, vì quả dự lưu lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Cho đến vì độc giác bồ đề lìa, nên sáu pháp ba la mật đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì quả dự lưu lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Cho đến vì độc giác bồ đề lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, vì tất cả hạnh của Đại Bồ Tát lìa, nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật lìa, nên sáu pháp Ba La Mật Đa cũng lìa. Nói rộng cho đến vì tất cả hạnh của Đại Bồ Tát lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật lìa, nên trí nhất thiết trí cũng lìa. Thiền tử nên biết, Đại Bồ Tát nào khi nghe nói các pháp đều lìa như vậy, mà tâm họ không kinh ngạc, không sợ sệt, không lo lắng, không hối hận, không thối lui, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Bây giờ Thế Tôn dạy thiện hiện, vì lý do gì mà đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tâm các Đại Bồ Tát không thối lui? Cụ thọ thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp đều vô sở hữu, đều là viễn ly, đều tịch tĩnh, đều không có sanh diệt, đều không có tánh tướng. Cho nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tâm các Đại Bồ Tát không thối lui. Bạch Thế Tôn, do những nhân duyên như vậy mà tâm các Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không thối lui. Vì sao? Vì đối với tất cả pháp, các Đại Bồ Tát hay thối lui, bị thối lui, nơi chốn thối lui, thời gian thối lui, người thối lui, do đây thối lui đều bất khả đắc, vì tất cả pháp đều bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nghe nói như vậy, tâm không thối lui, cũng không kinh ngạc, sợ sệt, lo lắng, hối hận, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy
hoán thấy tất cả pháp đều bất khả đắc, không kiến lập hay thối lui, bị thối lui, nơi chốn thối lui, thời gian thối lui, người thối lui, do đầy thối lui. Do đó, các đại Bồ Tát nghe nói việc như vậy, tâm không thối lui, cũng không kinh ngạc, sợ sệt, lo lắng, hối hận.